Kính thưa quý vị, các quan chức Nhật Bản đã đến Malaysia vào thứ hai tuần này để tham gia đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Quyết định tham gia vào TPP cho thấy mục tiêu mở rộng thị trường của Thủ tướng Shinzo Abe để khôi phục lại nền kinh tế. Đây là vòng đối thoại thứ 18 của các quốc gia tham gia Hiệp định TPP, nhưng lại là lần đầu tiên của Nhật Bản. Đoàn đàm phán của Nhật Bản gồm 100 đại biểu, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn đầu. Việc đàm phán Hiệp định TPP đã được Thủ tướng chấp thuận, với mục tiêu giúp Nhật Bản khôi phục kinh tế. Như vậy, Nhật Bản đã trở thành thành viên thứ 12 của TPP và việc tham gia đàm phán lần này nằm trong kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm khôi phục lại nền kinh tế sau nhiều năm trì trệ. Nhưng điều kiện của Nhật Bản là vẫn áp thuế lên các mặt hàng như gạo, bột mì và đường trắng. Mỗi quốc gia thành viên cần có quan điểm hợp tác vì nếu muốn bảo vệ các ngành nghề trong nước, các quốc gia phải thuyết phục các đối tác khác. Việc chính thức mời Nhật Bản tham gia TPP được hiện thực hóa tại cuộc họp của các nước thành viên TPP từ hồi tháng 4 năm nay. Nếu được thành lập, TPP sẽ trở thành một trong những khu vực thương mại lớn nhất thế giới, đóng góp gần 40% GDP thế giới và khoảng 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu.